Clip số 72. Anh em nào thích alo con này. Con này là chim bổi, nhưng mà rất là thuần, hình như nó là một con chim sóc. Clip số 72 anh em nhé. Con này thấy mình thấy là có hình cườm. Đó. Chim rất là trường chim, rất là sáng chim. Đó. Đuôi rất là giữ nguyên, rất là thuần. Clip số 72.